Xin chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Hôm nay mình sẽ làm video reaction về trận chiến giữa King Kong và Godzilla. Thì đây là một video animation fan made, có nghĩa là do fan làm chứ nó không xuất hiện trong bất cứ bộ phim nào cả. Được tạo nên bởi admin của kênh YouTube Yimao Animation. Các video animation của kênh này đều rất đẹp, hay, có chất lượng cao. Các bạn có thể ghé qua xem sau nhé. Trận chiến chính thức giữa King Kong và Godzilla sẽ được lên phim vào năm sau, tức là năm 2020. Phim này là phần tiếp theo trong vũ trụ MonsterVerse. Còn giờ chúng ta hãy xem trận đấu do fan làm này trước nhé. Mình cá là nó sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Ok, giờ chúng ta bắt đầu xem video và đồng thời mình sẽ bình luận xuyên suốt cái video luôn. Godzilla vs. King Kong. Chúng ta thấy là King Kong đang đứng trên một ngọn, đang bám trên một ngọn tháp, còn Godzilla thì đang tiến vào từ giữa biển. Khá giống với con Godzilla Earth của anime, của hoạt hình Nhật Bản. King Kong đã nghe thấy tiếng gầm của Ghost và bắt đầu sừng sọ lên. Bắt đầu muốn chiến đấu rồi đấy. Một phát đau như trời giáng của King Kong vào mặt Godzilla. Ba cú liên tiếp và Ghost vẫn chưa đáp trả được. King Kong tiếp tục ra những đòn mạnh như vũ bão, nhưng Godzilla đã thoát ra được. Không thể tưởng tượng nổi, Godzilla nặng tới 90 mấy nghìn tấn mà King Kong nó quăng như cái nùi dẻ vậy. Điều này chứng tỏ là King Kong rất khỏe. Anh ấy bước một cái đầu ngọn tháp và có vẻ như sử dụng để làm vũ khí. Godzilla thì vẫn chưa gượng dậy được. King Kong y như một tên côn đồ đang tiến tới, cầm một cây gậy bóng chày vậy. Ghost đã bắt đầu đứng dậy và tỏ ra khá tức giận. Rõ ràng là Ghost to hơn King Kong khá là nhiều. Tuy nhiên King Kong lại nhanh nhẹn hơn. Godzilla vừa rồi đã có một màn đáp trả rất hay, vừa né đòn vừa ra đòn. Một pha đớp ngay trúng cổ rất chí mạng của Godzilla. Tuy nhiên King Kong đang cố thoát ra bằng cách dùng ngọn dạ, dùng vũ khí đâm. King Kong đã bị giăng ra xa sau tuyệt chiêu quất đuôi của Godzilla. Godzilla tỏ ra rất tức giận, gương mặt cực kỳ lạnh lùng luôn. King Kong thì vẫn lầm lì lì, tỏ ra nguy hiểm. Chiêu hơi thở nguyên tử chuẩn bị. Rất may mắn cho King Kong là anh đã tránh được, tuy nhiên cũng bị xây xát nhẹ. Rõ ràng Kong sẽ phải dè chừng hơn sau này. Con khỉ đã núp được vào vách đá và cầm theo một cục đá để làm vũ khí. Rất nhỏ cho Kong là God đã kịp bắn trúng anh ta. Tiếp tục là chiêu hơi thở nguyên tử, nhưng Kong đã dùng mưu mẹo chặn lại đòn đấy và làm cho Ghost bị che mờ mắt.
tuyệt chiêu bẻ hàm. Hai pha ra đòn cực kỳ đẳng cấp của Godzilla làm đứt hai ngón tay của King Kong, và sau đó dùng cả thân mình quất làm cho Kong dâng ra rất xa tận ngoài bãi biển. Kong đang tỏ ra rất đau đớn, tay anh ta run run, còn God thì cho thấy là vẫn chưa hạ dạ tí nào cả, nó vẫn còn muốn chiến tiếp. Liệu Kong sẽ lật ngược được tình thế hay là không? Godzilla đang tiến đến như một ngọn núi biết đi vậy. Mình rất ấn tượng về biểu cảm của các quái vật trong video này. Kong đã tránh được cú ra đòn đầu tiên của God. Anh ấy sẽ làm gì tiếp theo đây? Một cú đấm. Không phải. Kong ném cát vào mặt God. Có vẻ như anh ấy muốn che mắt God. Sau khi God không thể nhìn thấy được thì Kong sẽ liên tục ra đòn. Quả đúng là như vậy. Cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt của God. Godzilla tức giận trả đòn, nhưng vì mắt bị che cho nên anh ta đánh không trúng. Cuối cùng thì God đã đánh trúng bằng cách dùng đuôi. Kong đã thấm mệt rồi. God thì chưa hề thấy có vẻ mệt gì cả. Kong đã bỏ chạy. Hay anh ta đang suy tính điều gì? Treo lên một vách đá và tránh được một đòn của God. Nó sẽ làm gì? Ném đá xuống cho anh. Đúng là ném đá. Nhưng không chỉ có thế. Kong đã dùng chiêu dương đông kích tây. Tuy nhiên God đã cắn được vào tay của Kong. Tuyệt chiêu thường thấy ở King Kong đó là vật đối thủ được dăng ra xa. Rất thối. Kong tiếp tục bị God dồn vào vách đá. Một pha đánh bằng đuôi mạnh như vũ bão nữa của Godzilla. Không biết là Kong có thể gượng dậy nổi hay không. Godzilla đang ở thế thượng phong và gầm lên như thể mình là người thắng cuộc vậy. King Kong sẽ lợi dụng tình thế khi God đang sơ hở và làm gì đó chăng? Cầm lấy một cục đá và đập vào chân. Và đúng như vậy. Lần này thì Kong đã lật ngược thế cờ. God bị ngã và Kong liên tục ra đòn. Đập rất mạnh vào phần mặt của God, rất thốn. Liệu God sẽ dùng chiêu gì đó để lật ngược? Đó là chiêu hơi thở nguyên tử. Và đã giúp God thoát ra được. Biểu cảm của hai con quái vật rất là hay, rất là có chiều sâu. Lần này thậm chí King Kong đã quăng Godzilla ra ngoài vùng nước sâu hơn, nhưng nước chính là môi trường ưa thích của Godzilla. Liệu King Kong có biết điều đó? Kong đã tránh được một đòn đánh đầu tiên của God. God đã bắt chiếc Kong dùng chiêu dương đông kích tây, làm cho Kong bị che mắt bởi nước và nó vô công rơi xuống biển.
Rõ ràng King Kong cần hơi thở để sống. Anh ta nhanh chóng bơi lên trên. Nhưng Godzilla là một động vật lưỡng cư và nó bơi rất nhanh khi ở dưới nước. Một phát ra đòn cực thốn của Godzilla. Kong tức mình. Kong đáp trả được nhưng lại bị Ghost chơi một chiêu dùng quất đuôi tiếp. Dấu chấm hết cho King Kong chăng? Anh ta có vẻ đã quá mệt sau một hồi giao đấu với Godzilla rồi. Như vậy, có vẻ như người thắng cuộc đã chính là Godzilla, King of the Monster. King Kong đã chiến bại rồi. Nhưng chúng ta không biết rằng King Kong liệu đã chết hay chưa, hay là kiểu anh ta chỉ bị kiệt sức mà thôi. Hồi nãy là ban ngày, bây giờ là buổi tối. Đây là thân thể hay là thi thể của King Kong đây. Nếu như anh ta cử động được thì có nghĩa là King Kong vẫn còn sống. Tiếng gầm của King Kong như vậy, rất may mắn cho King Kong là anh ta vẫn còn sống. Ok, bây giờ sẽ đến phần nhận xét video trên của mình. Đây quả thật là một video rất rất hay và sáng tạo. Chất lượng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng đều rất tốt. Nội dung được xây dựng hợp lý. Rõ ràng Godzilla được xem như một vị thần thì không thể thua một vị vua như King Kong được. Godzilla có quá nhiều lợi thế để giành chiến thắng trận này. Dù bại trận nhưng King Kong hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu vì đã chiến đấu rất tốt, rất quả cảm và mưu lược. Rất may rằng cuối cùng Kong vẫn không chết. Đây là một cái kết vừa hợp lý mà lại đẹp nữa. Vì không ai cho chúng ta muốn bất kỳ quái vật nào phải chết cả, đúng không các bạn? Dù chỉ là animation nhưng video này làm cho mình khi xem nghĩ rằng đây là một trận chiến thực sự giữa hai quái vật. Vì cách đồ họa khá chân thật, chuyển động của mỗi quái vật đều khá chính xác với thực tế. Biểu cảm khuôn mặt của mỗi con vật được làm tốt. Những âm thanh khi chúng di chuyển, khi chúng đấm nhau hay khi chúng té ngã đều khá là chân thực. Cảnh khói bụi hay cảnh sóng biển chuyển động cũng được đầu tư khá kỹ. Các bài nhạc nền cũng phù hợp với từng cảnh hành động. Rõ ràng anh chàng tác giả đã tập trung rất nhiều công sức, tâm trí để thực hiện video này. Chỉ là video đánh nhau đơn thuần nhưng cũng diễn tả được khả năng, tính cách của mỗi con vật. Kong thì rất khỏe và nhanh nhẹn, rất thông minh, biết cho Ghost ăn nhiều củ lừa. Godzilla tuy chậm hơn nhưng có độ bền tốt hơn, khả năng phòng thủ tốt hơn. Đặc biệt có chiêu hơi thở nguyên tử lợi hại, cộng thêm khả năng bơi lội tốt. Godzilla cũng không hề khù khờ chút nào. Lúc đầu video thanh niên Ghost kiểu thả cho King Kong khinh địch, đến giữa và cuối thì càng ngày nó ra đòn càng nhiều và thấm, còn biết chơi cú lừa lại King Kong nữa. Một lần nữa mình phải nhắc lại là trận đấu này rất rất hay và kịch tính. Hy vọng rằng năm sau các đạo diễn người Mỹ sẽ tạo ra được một trận chiến Ghost vs Kong tốt được như trận chiến này. Ok, phần reaction của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.